Hôm nay xin chào tất cả anh em nhé, hướng dẫn anh em cái bơm máy bị xì. Thì hôm nay cái bơm máy của mình đang dùng thì nó bị xì hơi, thì mình cũng gọi là chia sẻ cho anh em biết. Vì cái này thì nó thật với các bác là mình cũng không chuyên gia sửa nhiều. Thì cái gì mà nó lỗi, nó xì hoặc là cái gì cảm thấy không ổn ý, là mình sẽ đăng lên cho tất cả anh em được biết. Thì ở đây là cái van này, là cái van chỗ này là van cái lá gió của nó. Đấy, nó phải có cái lá gió ở đây. Đấy, khi áp lực nó mạnh, nó thừa thì áp gió ở đây nó sẽ vỡ ra và nó sẽ vỡ tung ra. Đấy, cái lá gió này vỡ này. Đấy, nó bị thủng. Đấy, mọi người nhìn nhé, nó bị thủng như thế này. Khi lá gió này nó bị thủng ý, thì là hơi nó sẽ xì. Đấy, nó sẽ chui qua thẳng cái lỗ này luôn. Đấy, nó sẽ thủng này. Đây, cái lá gió của nó bị thủng nhá, mọi người lưu ý nhá. Đấy, khi chúng ta dùng cái bơm máy Johnson hoặc bất kỳ cái bơm máy nào mà nó xì hơi qua cái lỗ này. Đây. Đó, mọi người có thể nhìn thấy cái lỗ con đây, đúng không? Từ phía dưới này nó xì lên trên này. Thì tất nhiên cái lá gió này nó bị hỏng. Đấy, cái lá gió bị hỏng thì chúng ta lên thay cái lá gió khác. Thì trong cái bơm máy thì phụ kiện của nó sẽ có một cái lá gió đi kèm. Nó thậm chí là có 2-3 cái lá gió. Mà mai sau cái lá gió này mà các bác dùng hết rồi nhé, dùng nó hết rồi, thì mình lại tư vấn cho các bác lấy một cái khác dùng. Thì chúng ta có thể lấy một cái lon bia. Lấy cái lon bia hoặc là lon nước ngọt, lon coca. Đấy, chúng ta cắt ra một cái tròn tròn như thế này. Đây, cái lá gió của nó đây. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy đúng không? Cái lá gió này nó bị một cái lá gió cũ này của nó bị áp suất mạnh của nó đẩy ra thủng rồi, nó thủng một cái lỗ rồi. Đấy, mọi người nhìn rất chi là dễ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thay cái lá gió này vào. Thay cái lá gió này vào hết xì luôn. Đấy, rất chi là dễ sử dụng. Bởi vì sao là cái này nhiều anh em là cũng không biết sử dụng, nên cũng rất chi là nhiều anh em cũng hỏi điện shop là tại sao nó xì qua cái chỗ đó. Mà anh em nhớ là cái linh kiện này và chúng ta phải cất nó đi. Đấy, không nhiều bác lại về là vứt nó đi hoặc quên ở chỗ nào đó. Nếu mà có quên thì cái lá gió đấy mà anh em bị mất cái lá gió đồng không còn nữa, thì chúng ta lấy cái lá gió của cái lon nước bia nhé, hoặc coca. Đấy, cái lon mỏng mỏng thôi là coca, lon bầu húc thì chắc chắn nó hơi dày, nên chúng ta lấy cái lon của coca, không được lấy nhựa, nhựa nóng phát áp lực chảy luôn, thủng luôn nhé. Phải lấy lá gió của cái lon tốt nhất coca cola, chúng ta cắt tròn ra. Cắt nó tròn tròn đút vừa là được. Cắt nó tròn, các bác lưu ý làm sao nó cứ bịt vừa cái lỗ này là được. Đấy, cái lỗ này nó bị bịt lại thì nó sẽ bị không bị xì nữa. Nhưng mà các bác nhớ là phải lấy cái loại mỏng nhá, chứ đừng lấy loại lon dày. Lon dày vào rồi mai sau áp nó tràn ra rồi nó không quánh vỡ được, cái đấy là nó kiểu nó thuộc hạng an toàn đấy. Khi khí lén nó đầy, nó căng quá rồi nó phải bục cái đấy ra để nó an toàn, nó xì hơi đi. Chứ nếu mà các bác lơ là cái mà cái lá gió này của nó dày quá, nó không áp lực sẽ lổ vòi, nó sinh ra lổ vòi. Đấy, hoặc là cái này ví dụ như các bác bơm lên tầm 3 này 400 hoặc 500 cân này, nó sẽ lổ cái này, nó sẽ thủng cái này, thủng cái lá gió và nó phun hơi ra. Hoặc là chúng ta sử dụng lâu ngày, đấy, chúng ta dùng liên tục trong vòng vài tháng thì cái đấy cũng tự nó hỏng. Đấy, chứ không cần áp lực cao, nó thuộc hàng an toàn mà. Đấy, khi mà chúng ta dùng 4-5 tháng rồi thì tự lá gió nó cũng rách, chúng ta bơm 100 cân nó cũng rách, 200 cân nó cũng rách. Đấy, mà khi mới sử dụng ý, mà chúng ta trong vòng độ khoảng 1 tuần 2 tuần ý, mà nó bị bục ngay, đấy là do là áp lực nó khỏe quá hoặc là anh em bơm cao quá thì nó hay bị thủng cái đấy. Nói chung thủng cái đấy không làm sao cả, nó là an toàn cho máy mà, cho đồ chơi của chúng ta, nên nó phải có như vậy. Đấy, mình chỉ biết chia sẻ như vậy. Đấy, con ốc nó ở phần này. Đấy, hàng Johnson nhá. Đấy, nó là xì đây. Ví dụ như mai sau nó còn chỗ nào nó lỗi, chẳng hạn như cái bơm này của mình dùng là năm nay là năm thứ 2 rồi. Đấy, từ năm 2017, đầu năm 2017, từ lúc bắt đầu bán đồ PCB là mình đã mua cái này về. Và nhà mình cũng đang bán cái bơm này, cái bơm Johnson này bản cao cấp. Đấy, nhiều anh em quảng cáo con hổ, con yếc, thật sự con hổ nhà mình dùng rồi. Đấy, con hổ thì không biết các bác dùng như nào, nhưng con hổ mình cũng không ưng ý bằng cái bơm này được. Đấy, vì nó cứ mình cứ phân biệt ra là hàng xe zin tàu với cả xe zin Thái thì phải khác, đúng không? Hoặc là xe zin Thái với xe zin Việt Nam thì nó phải khác rồi, chứ không thể nào mà địch được với hàng Johnson này được. Đấy, mình cũng bán hàng nên là mình cũng chỉ biết nói như vậy thôi. Hàng thì qua tay mình rất chi nhiều, nhưng mà tại sao bên mình chỉ bán đúng một cái loại dòng bơm Johnson này? Đấy, nhiều anh em cũng nói là răng nó đắt, sim nó đắt, nó cũng như là đồ xe máy, đúng không? Xe sang thì nó phải đắt rồi, còn xe đẻo thị trường đầy. Đấy, răng đắt thì là cái đồ tốt, còn đồ răng rẻ là đồ rẻ tiền.
Đấy, cái gì nó cũng có cái giá trị của nó, anh em hiểu chưa? Nó cũng có một cái giá trị của nó, chứ không phải là nhiều bác bảo ui tôi mua cái bộ răng của cái bộ của cái bộ bơm răng xin này về đắt quá, hơn 200.000 một bộ đắt quá, mà mua ở ngoài cái bơm kia nó chỉ có mấy chục nghìn. Nhưng cái đồ đắt đấy là cái đồ xịn, các bác phải lên nhớ rằng là như vậy, cần cái đồ rẻ tiền thì nó phải vào rẻ tiền. Cũng như các bác đi mua một cái mình gọi là như một cái bô, đúng không? Một bô xả hơi xe máy chẳng hạn đấy. Chúng ta đi mua đồ tàu nó chỉ có hơn 100.000, nhưng đi mua hàng thái xịn nó phải hơn 1 triệu, đúng không? Đấy, nên là tiền nào của đấy, nên các bác đừng so sánh, hàng cao cấp nó vẫn là số 1. Tiền nào của đấy, nên các bác chơi cứ yên tâm. Khẳng định một điều rằng nếu anh em đã chơi PC, PB thì mình phải cố lâng đời lên cái loại dòng xin này thì mới chuẩn được. Còn đâu cứ bơm nọ bơm kia các bác đừng nghe ai hết. Bên em là nhà sản xuất bán, chỉ bán một loại thôi. Lần trước con hổ chạy mất dép rồi, không dám buôn nữa rồi. Đấy, nhiều lúc là chơi bán buôn nó phải đam mê, phải bán cho người chơi thật, chứ không phải là vì 100-200 lãi đồng tiền của các bác sau cuối cùng là cứ quanh quẩn bảo hành bảo tỏi, mệt lắm. Và các bác chịu khó thay dầu thay mỡ thay nhớt đấy, chịu khó thay dầu thay mỡ thay nhớt cho nó. Và đặc biệt là khi chạy máy là chúng ta phải chạy vào cái xô nước thật đầy. Khi chúng ta chạy bơm lén lên tận đầy cho một cái bình carbon độ khoảng 250 cân rồi hoặc 300 cân rồi thì chúng ta phải chạy đến bao giờ cho cái nước này nó tỏa vào cái nhiệt này cho nó mát đi thì chúng ta mới rút điện nhá. Thế nhiều bác là bơm xong cái nó rút điện đi thì ở trong đấy sẽ bị om hơi nóng doang phớt, tại vì rất chi nhiều doang cao su ở trong này, sim cao su nó liên quan đến cao su chứ không phải amegang, thì chúng ta có thể là sẽ bị cháy cao su đấy. Thế nên mọi người sử dụng thì nó phải biết cách sử dụng. Lúc nào chúng ta bơm xong rồi thì phải cho nước nó chạy bao giờ nó mát cái củ này, chúng ta cầm tay mà không thấy nóng nữa thì chúng ta mới rút điện đi. Đấy, rồi chúng ta mới đi bắn chim. Chứ đừng đang bơm lên 300 cân rồi các bác rút điện cái là sau đó này cục này vẫn nóng. Đấy, nước chả có tác dụng gì. Đấy, nó chưa kịp mát các bác đã rút điện ra rồi thì là hỏng cái máy bơm này lay ngay lập tức. Đấy, nó sẽ bị hỏng. Các bác sẽ dùng đáng lẽ dùng được khoảng 1 năm nhưng các bác chỉ dùng được 2 tháng thôi là nó sẽ hỏng ngay. Đấy, mình chỉ nói ví dụ như vậy để cho các bác hiểu. Rồi ok, mình chỉ biết giới thiệu như vậy thôi. Và có cái gì chia sẻ, mình chia sẻ như vậy thôi. Đấy, còn cái gì thì liên quan đến cái gì thì mình không biết nữa. Rồi ok nhá, các bác nhá. Gì ạ?